Rồi anh em chuẩn bị bước đến với trận đầu tiên xe đấu thứ ba. Và rất may em sẽ cùng cổ vũ và luôn đồng hành cùng các em thủ bằng những đợt live và xe. Rồi Hitty đến màn hình của Venlove, bên kia là Pan Baby. Rồi trận đấu này bên kia là Pan Baby và bên mình là Hitrom. Vâng, một trận đấu bên kia là có Parmigian. Vâng, liệu rằng biết có đột biến không? Vâng, nếu như Parmigian lên sớm thì khả năng thời điểm đầu tiên ta và sẽ chịu khó đứng thủ một chút. Hello. Vâng, ta quay trở lại với trận đấu này. Và sau đây anh em, bằng vài phút đi tìm chút vận may. Vâng, vừa rồi màn hình máy của Hitty. Rồi đây là màn hình của game thủ Roman. Rồi liệu rằng trận đấu này rồi nô 1 với bài đấu của Parmigian đang là một trận đấu mà dường như đang chỉ số điểm số hơi thấp. Và không biết trận này nô 1 có đi dò nhiều không. Hello, vâng, xin chào bạn Bét Tây Anh. Vâng, tại sao nó thích mấy ông Hà Nội cu đánh nhở? Không biết là Hà Nội cu đánh là như nào. Rồi dường như trận đấu này là bài đầu rô 1, tôi thấy dường như tôi phán đoán là điểm số dò đang khá thấp. Rồi 24 dân. Trận này kích trong đầu 8. Rồi 8 tròn. Rồi 8 tròn với bài đấu 24 dân của game thủ Roman. Đây là màn hình máy của game thủ Velop. Rồi bài đầu anh có 3 vòi cầu về. Rồi 7 khoảng 19-20. Yuri,
Rồi, như vậy đây trận đấu mà kiếm thủ No.1 là người lên đời rồi với bài đấu của Parmesan. Rồi 25. Rồi trận này em đẩy giò đi và hiện tại có sự xuất hiện của con giò kiếm thủ Parmesan. Rồi vậy hay. Đang liệu rằng là bạn có đi vòng không nhỉ? Rồi để ý cái bầy hươu của mình. Vâng, có lẽ tuần đầu tiên thì con giò khả năng cao là bạn sẽ không có thể lấy được nhiều dân của kiếm thủ mùa 3. Và để ý bo bế nha, khi mà hiện tại thì cũng sẽ chuẩn bị có lạc đà kiếm thủ mùa 1 rồi. Rồi, không biết tuần lạc đà đầu tiên là mùa 1 có đẩy sang nhà kiếm thủ Venlop không? Đây là máy của kiếm thủ Venlop 26. Rồi anh đang bị những tình huống mà cả T kiếm thủ khóc vô lệ. Vâng, có lẽ anh cần phải bo sớm rồi, khả năng cao thì T... Và khả năng cao thì lạc đà đầu tiên của kiếm thủ Pan sẽ vào. Rồi anh để ý hai và đang hơi thiếu gỗ đến từ kiếm thủ Venlop. Rồi 26. Rồi 26 là bài đấu của Roman. Rồi nhưng mà đúng dự như đoán là Tân vâng còn lạc đà đầu tiên của kiếm thủ No.1 đang chơi ngay vào nhà kiếm thủ người cầm Hitty. Rồi đây là ba nhà E. Rồi ba nhà E kín. Rồi một E giữa kìa anh. Rồi được rồi, kín nhà và anh để ý hai ba dân ruộng đang đứng chơi. Vâng, tao gọi là phát ruộng cho dân cày. Rồi những cân vẩy E đang những thao tác đang rất chuẩn đến từ kiếm thủ Velos nhưng mà chúng ta chưa xây được thêm chiếc nhà BA. Rồi 24 và đây là máy của kiếm thủ màu 3. Rồi không biết đã khoắng được dân màu 1 chưa. Rồi đang chăn được hai dân ở cánh bên này. Trận này dường như Parmesan đang đi ăn hoang. Rồi nhưng mà bên kia đẩy luôn, một thế trận khó khi mà bây giờ một bài đấu cũng phải không nên đời được quá sớm để cho kiếm thủ Hitty và chúng ta là người bài đấu chơi theo kiểu ít dân. Úi giời, vẫn còn nguyên mỏ quả đến từ Pan. Rồi vẫn còn nguyên mỏ quả và vẫn là một khoảnh ruộng đến từ trên hướng 12 giờ. Một bài đấu quá khỏe dành cho kiếm thủ No.1.